Mẹ có dậy chưa hả bố? Mẹ mày cứ đóng cửa ở tịt trong phòng, gọi suốt cả buổi chiều chả có động tĩnh gì cả. Mẹ ơi, con nấu cơm xong rồi, mẹ ra ăn không đói. Nếu mẹ không muốn nhìn thấy mặt con, thì con ra sân ăn cũng được. Bố. Em ơi, nếu em không nghĩ cho em, không nghĩ cho anh, không nghĩ cho thằng Bảo, thì em phải nghĩ đến bé Kim Cương nữa chứ. Tội nghiệp, chưa ra đời mà đã bị mẹ bắt nhịn đói. Anh bảo thằng kia nó đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Anh biết chứ, con cũng biết, cho nên nó dám đứng ở đây đâu. Bảo, chịu khó đi con. Những lúc cáu giận, mẹ con thường hay quá lời, nhưng mà mẹ nào mà chả thương con. Thôi đừng có để bụng. Những lúc như thế này, tránh voi chẳng xấu mặt nào con ạ. Không sao đâu bố ạ. Con sai, con đáng bị phạt mà. Mẹ cố ăn cho mau khỏe mẹ nhá. Em ăn thịt nhá. Em ăn trứng đi. Cú ăn hết bát cơm đi. Có mỗi một thìa cơm mà không hết à? Tôi ăn cho nó đủ rồi. Còn tôi, nuôi dạy con không tốt, không đáng được ăn. Em đừng nói thế chứ. Tối nay tôi muốn ngủ một mình, đừng làm phiền tôi. Thank you.
Vân uống dưa hấu dầm sữa và thêm vài giọt cà phê chứ ạ? Tầm này mấy giọt thì có tác dụng gì nữa hả em? Anh cần một cốc luôn ấy. Cho anh một đen đá. Vâng ạ. Khỏe. Công việc của con vẫn ổn. Không có gì vất vả đâu, mẹ không phải lo. Tuần này thì con không về nhà được. Ở trang trại đang chuẩn bị thử nghiệm giống mới. Nghe giọng quen. Nè, mẹ lại thế rồi. Mẹ ghen với ai không ghen, mẹ đi ghen với mấy cái cây. Con là kỹ sư nông nghiệp đấy. Con không làm bạn với cây chắc chắn là chỉ có tốt nghiệp rồi. Rồi, con biết rồi. Rảnh con sẽ về với mẹ ngay. Mẹ nghỉ sớm đi nhá. Yêu mẹ. Biến thái, bám theo định giở trò gì à? Cô hiểu được sức mạnh nhỉ? Ai thèm đâu bám theo cô? Tưởng mình là mỹ nhân chắc, hả nở? Biến thái còn kén chọn. Này, cô không quá lạnh, chứng tức thôi. Tôi nói cho cô biết nhá, con gái ở cái làng này ấy, xếp hàng từ đây xuống đến ruộng để mong được tôi yêu thương mà tôi còn chưa thèm yêu ấy. Thì chẳng qua tôi nghe giọng cô thấy quen, thì tôi xuống để nói chuyện phải trái với cô về vụ cô gái chân tôi. Thế mà thôi, không thèm nói nữa. Tránh xa cho nó lành. Mỗi lần tôi gặp cô cảm giác như kiểu có thứ lạ ám bủa vây ấy. Cô bị làm sao đây? Tôi làm gì cô mà cô hết lần này lần khác gây sự với tôi thế? Tôi đố cô dám ném thêm một lần nữa. Nào, ném đi. Đây, cho anh nhiều máu này. Này, này. Cô bị điên à? Cậu xúc phạm tôi còn gì? Này, đứa nào gây sự đứa nào trước? Tôi nói sai à? Đồ vô tri. Này, tôi vô tri đấy thì sao? Tôi ăn cơm hay uống nước nhà cô mà cô cứ nhảy bổ cuộc sống của tôi đấy. Thích thế đây. Làm sao? Vô tri. Này, đừng có nói nhá. Còn hơn cái đứa xấu nữa còn xa. Đã quét cái mắt còn ngoài cái mồm ế sưng ra làm bạn với cây là còn may đấy. Tôi nói cho cô biết nhá, chẳng qua là cái cây nó không biết nói thôi, chứ đó mà là gia súc gia cầm á, nó có móng, nó có sưng nhá, thì nó làm sao hả? Nó cào mặt cô. Hừ, đừng tưởng bắt nạt tôi mà dễ à. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nữa. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Cô anh cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Cô làm được không? Tao làm được. Sao anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế? Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm giàu không có. Làm giàu không có. Tỉnh ngộ đi. Đừng mơ mộng nữa. Đúng. Trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi.